Thuật lồng tiếng Thanh Giang Bánh Bèo với sự tham gia của các diễn viên Âu Dương Tuấn Anh, Âu Dương Tuấn Dũng, Âu Dương Lạc Hoàng Long, Âu Dương Quốc Khánh, Âu Dương Lê Nghĩa, Âu Dương Di Dương và một số loại Âu Dương khác. Xin lỗi hiền đệ. Hey! Hey! Sơ Huynh, Huynh quả là bậc kỳ tài đó. Nói cho hiền đệ biết, võ công của ta đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Và bây giờ ta sẽ đi đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để kiếm cho bằng được quyển bí kíp. Và từ đó ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm. Đứng lại, Sơ Mộ. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, tại sao người không bao giờ nghe lời ta, người lại đi xuống núi đó hả? Dạ, thưa sư phụ Mai Siêu Phong. Ê, Mai Siêu Phong chính là bà nội của ta. Cha ta là Mai Siêu Xe, còn ta là Mai Siêu Âm. Người có biết cái cây này là cây gì không? Ê, dạ, cái cây gì vậy hả? Cái cây này là cái cây siêu âm. Chết cha, chim gan siêu gì bê. Ê dạ, sư phụ ơi, đừng có tào lao nữa. Ta nói người không được cãi. Ê dạ. Ta nói sai người phải cãi. À bây giờ cãi hay không cãi? Người phải có chính kiến của mình chứ. Mất dạy. Không phải. Ôi sư dạ. Phụ, có cái con muỗi nó dính trên mặt sư phụ nè. À vậy thì được. À, cảm ơn muỗi nha, nhờ mày cũng có cơ hội đánh ổng. Cái gì? Thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại cấm cản con không được xuống núi chứ hả? Người nghĩ làm sao vậy? Người biết ta cấm cản người còn xuống núi nữa à? Hay là người muốn đi theo vết xe đổ của cha người? Cha người, cha người là một người tự cao tự đại, tự nghĩ mình là người chí công vô tư, tự nghĩ mình là người có võ công cao cường, tự cho mình là một người có khả năng là bá chủ thiên hạ. À, rồi thơ làm sao? À, rồi cha người thì... Thơ bộ, tá thơ bộ ơi! Hả? Bên đây nè! Rồi nghĩ làm sao? Cha người cũng chết trong cô độc. Người muốn đi theo con đường của cha mình đó hả? Dạ thưa sư phụ, con đã hiểu rồi, xin lỗi sư phụ. Ừ, hiểu thì tại sao đi xuống núi? Ây da, thật ra con xuống núi á là tại vì á con muốn mua cho sư phụ một cái bình nữ nhi hồng tửu này. À, đây là loại rượu mới à? Dạ, loại rượu mới. Quả nhiên là cao cường. Dạ, mời sư phụ uống. Nó hơi ngộ ha. Ừ. Ăn ngon không? Ngon. À, có độc đó. Có. Cái gì vậy? Khi vận dụng võ công thì chất độc này sẽ càng phát tán rất nhanh. Ta sẽ không vận dụng võ công nữa. Không vận dụng cũng phát tán. Ta phải làm sao đây? Hoang mang cũng phát tán. Ây da sư phụ. Ây da sư phụ kêu ông cũng phát tán. Người, ta không ngờ người là một kẻ phản nghịch. Người, người đúng là kẻ phản diện. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mày nói một cái nữa tao quýnh mày liền, tao hết máu rồi. Dạ sư phụ. Sư phụ. Và bây giờ đã không còn ai ngăn cản ta có thể trở thành bá chủ võ lâm. Hay à, sư huynh ạ. Sư huynh, hãy cho đệ đi cùng sư huynh. Đệ muốn trở thành minh chủ võ lâm giống như sư huynh. Trời ơi, cha ơi, cha. Đệ mà huynh cũng giết, huynh là kẻ phản diện. Bởi vì ta muốn bá chủ võ lâm chỉ có thể là một mình ta, độc cô cầu dược.
tới núi Ngũ Hành Tây Ba Lô rất là xa, cho nên ta phải cần cân đổ dân cho nó nhanh. Cân đổ dân! Hey, đi thôi! Sau khi ta bị đâm nhát vào, ta đã trở thành người dẫn chuyện. Nhắc đến đây thì các bạn cũng đã thấy Độc Cô Cầu Dược đang tiến thẳng đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để tìm quyển bí kíp Cửu Âm Chân Long. Hắn quyết định trở thành minh chủ võ lâm. Nhưng tại núi Ngũ Hành Tây Ba Lô, tại đây có ba vị đại cao nhân, ba môn phái khác nhau. Họ là ai? Hãy xuất hiện đi! Thật ra môn phái mà vang danh thiên hạ đó chính là môn phái Tiếu Lâm. Và ta là con cháu thứ 18 của môn phái Tiếu Lâm, đó chính là môn phái Tiếu Nhi. Sư phụ của ta chính là môn phái Karate Đô. Còn ta là đồ đệ của ông ấy. Ta không phải phái Karate Đô, ta chính là phái Karaoke Ôm. Em không buồn nữa chị ơi, em không buồn nữa chị ơi. Mời phái tiếp theo. Như quý vị ai cũng biết, môn phái Nga Mi là môn phái vang danh thiên hạ. Ta là đệ tử thứ 100 của phái Nga Mi. Ta phái nói mi. Ông Huỳnh à. Cái gì? Ở gương mặt không chút thần sắc, gắn cái gặp lông nheo đi hả? À, dạ, không cần đâu, chỉ cao kê với ôm thôi là được rồi. Ai chà, ông Huỳnh à, nhìn cái mặt là biết chết hiểu rồi. Ở gắn gặp lông nheo tăng tuổi thọ đi. Không được đâu, thiếu nhi đâu gắn lông nheo được đâu. Ai chà, hai tụi bay ra thì rừng rừng, tao ra thì không ai tương tác, thật là nhạt nhẽo, tao không nói nữa đâu. Có nếu mà lá không ai nói như vậy thì thôi, chúng ta hãy chào nhau đi. Đúng rồi, chào nhau đi. Ây dạ, phái thiếu nhi xin chào phái nói mì. Phái thiếu nhi xin chào phái karaoke ôm. Phái karaoke ôm xin được chào phái thiếu nhi và phái nói mì. Ây dạ, phái nói mì xin chào hai thằng. Gọn vậy? Gọn vậy. Ê, nhìn đi. Cái gì? Mặt trời đã lên cao, nó bình minh lên rồi, gà trống đã gáy, trời sắp sáng rồi, hãy làm nhiệm vụ thường ngày đi ạ. Được. Có bằng giải không có kem mà cho xin một miếng được không? Này da, tôi tự xài đi xin cái gì? Trời đất ơi, Quỳnh à, có thể cho mượn cái đồ nạo lưỡi được không? Ây da, kem còn xài chung được, nạo lưỡi xài chung ung thư đó ba. Vậy thôi, cứ đánh kem không là được rồi. Trong lúc họ đang đánh đằng thì có một con ruồi xuất hiện. Ây da. Thấy không? Ây da. Thấy không? Ê, con ruồi nó chết rồi kìa. Ây da, sao mà cao thủ quá vậy hả? Ây da, thì đây là kem bạc hà, bắn vô con mắt nó cay là nó chết thôi. Ai thì cao thủ à. Cao thủ. Sau khi con ruồi này cay mắt chết thì một con ông xuất hiện. Ai dạ, con ông nào mà để tôi nè. Thử đi. Ê trời. Ai chưa kịp đánh mà nó chết rồi, ai hết tay trên của ta? Người hết tay trên của phái nói mì không ai khác chính là Độc Cô Cầu Dược. Ai dạ, là ai? Là ai? Ai dạ, các huynh đệ à, hình như là có thích cách đó. Phải rồi. Thích cách rồi kìa. Được, hãy sử dụng tuyệt chiêu của phái nói mì ta. Tuyệt chiêu mì dân sen. Ai vào mi dân sen là cái gì? Mi dân sen trong phái tao mới biết thôi, ý nghĩa là sắp hàng đó hả? Ừ, dạ. Ai sắp hàng kìa.
Yeah. Xích vô chút nữa. Anh làm cái gì? Ở chụp hình selfie đi, mới mua cây gậy nè. Chịu có chứ nghe. Thiệt là ai chơi, hình như là mày đang chụp hình cái thằng thích khách đó. Sao mày được đó hả? Tấn công nó đi ta. Đâu hả Lưu Nhân, đâu hả Lưu Nhân. Thật ra tiểu nhân không phải là thích khách, tiểu nhân chỉ là một thường dân thôi. Nghe danh ba vị sư phụ này rất là lâu rồi, nên tiểu nhân muốn đến đây để thỉnh giáo và nhận làm sư phụ đó mà. À dạ, đúng là cái tên tiểu tử túi không biết lớn nhỏ là gì. Đúng rồi. Ba đại môn phái Nhi Ơ Mì đâu có đơn giản cho một tên bất tài như ngươi nhận làm đệ tử đâu đó ạ. Đúng rồi. Tiểu nhân không có bất tài đâu, tiểu nhân có một biệt tài, đó chính là siêu quyển thần tốc. Tiểu nhân có thể ngửi những đồ vật và đoán được đó là cái gì. Ây da, ta không tin đâu. Bây giờ ta bịt mắt ngươi lại nè. Qua bịt mắt giùm coi nè. Ây da, cầm đi, bà đi. Bịt mắt giùm lại đi hả? Cầm giùm đi. Phải thử nó một cái gì mới. Thử đi, thử nó đi. Thử nó đi. Ây, đúng rồi. Hỏi mình giá đi. Nếu mày thử được cái một đồng này giá bao nhiêu? Một đồng. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Mày nói nó ra gì vậy hả? Chơi cái gì mà ngu vậy hả? Đi lấy cái đồng tiền làm sao mà nó không đáp được chứ? Bây giờ đổi đi, đợi chút xíu để đi xuống dưới mượn tiền cái đã. Trời, mượn tiền, có ai chưa mượn tiền cho nó đáng không đó hả? Tiền không hả? Chị này tiền nhiều quá đi hả? Nhưng mà trước khi nó lấy số tiền để giải thích một chút xíu, giải thích quý vị và các bạn, từ đây lên đây là thời của hồi xưa, từ đây lên đây là thời của hiện đại, phải nói như vậy để chút xíu nó mà công bắt bẻ tại tại tiền polymer đó. Ai đúng rồi, hợp lý hả? Hợp lý à? Hay quá, hay quá, hay quá. Sẽ bóc một cái, bóc một tờ đi. Để cho công bằng cho chị Hương lựa một tờ. Một tờ. Rồi tất cả mọi người hãy tập trung. Tập trung đi hả? Đoán đi không có được khí. 500 ngàn. Ôi dạ, 500 ngàn. Một tờ, em một tờ lại đi hả? Bóc thử một tờ nữa đi ạ. Rồi tất cả hãy tập trung. 100 ngàn. Không tin. Hết tiền đáng dễ rồi. Đáng cái bao thư này trong đây có bao nhiêu tiền mới về? Ây dạ, trên bao thư có ghi tên không hả? Cá xê diễn viên Quốc Khánh. Ây dạ, quá dễ, 90 ngàn. Ây dạ. Sai, 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 sai. Sai. Tại sao sai? Quốc Khánh là diễn viên hạng C, cách xe phải 100 ngàn đó hả? Ây dạ, không trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân hả? Thôi Quốc Khánh luôn. Ây dạ, tiền mà hay quá đi. Chưa đâu, tôi còn ngửa và đoán được một thứ nữa. Thứ gì? Trả tiền cho người ta đi, chưa có trả kìa. Đúng rồi, đó là thời điểm này, sao có xài polymer được đâu hả? Ây dạ. Ây dạ, trả nè. Ây da, trả cái mít luôn đi, đâu có làm MC nữa đâu. Ây da, trả cái mít đi hả? Cái này mỗi này còn yêu nghề nữa. Ok đi, ây da. Thiệt là hay, thiệt là giỏi. Quả nhiên tên này có chút tài cán đó hả? Đúng rồi. Thôi được. Từ đây về sau, phái nói mì ta sẽ nhận người làm đệ tử. Cái nhà ngày hôm nay là nhận đệ tử thật là vui, thật là ý nghĩa đó hả? Đúng rồi. Cái ngày ý nghĩa như vậy chúng ta phải làm cái gì gọi là dấu ấn đi hả? Đó, còn có cách là còn có cách rồi. Hay là chúng ta cắt máu ăn thề đi. Ý hay đó hả? Bây giờ không thề được đâu, cắt máu đào tạo lắm à. Nay giờ có sao đâu, cắt một giọt chứ đâu phải là cắt một lít đâu mà sợ. Bây giờ đứa nào mà không làm đó, trời chu đất diệt. Cắt một giọt đi. Cắt một lít đó hả? Tan đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u. Có nên cắt không đó hả? Lỡ hứa rồi. Trời chu đất diệt đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Nó chuẩn bị hung khí sẵn luôn rồi. Cái đệ tử à, sư phụ bị máu không đông, cắt một cái là ra 3 lít luôn đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Sư phụ bị báo chó uống vô là sủa gâu gâu đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Không có lấy máu sư phụ được đâu. Tại sao vậy? Sư phụ bị loãng xương. Sư phụ à, xương thì có liên quan gì đến máu? Tôi không nghe người ta nói sao? Nói cái gì? Đồng tiền xương máu đó. Các sư phụ thật là nhát gan. Hãy xem con đây. Ây da, con cái kìa. Trời đất ơi, nó thiệt là dũng cảm đó. Không lẽ ba đứa mình phải chịu thua nó hay sao? Ây da, Quỳnh nói vậy là sao hả? Ây da, nó mày chém nó hả? Ây da, nó nghe nè. Cái gì vậy? Đuổi máu rồi, chúng ta uống ăn thề rồi. Khỏi uống ăn thề thì mở nhà hàng tiết canh luôn đi ạ. Dạ hả? Đuổi máu rồi các sư phụ à. Làm ngay tức là uống máu ăn thề đi. Dạ. Ây da, máu mà mày xối giống người tưới cây vậy hả? Cái xô đầu tiên là phải cúng đất đai đó mà. Dẹp đi. Cái trò gì mà hiến máu thiếu nhân đạo.
Tôi không chơi nữa đâu. Đúng rồi. Bây giờ cái trò nào mà không mất máu mà thể hiện cái tình sư phụ thấm thiết được không ạ? Đúng rồi. Cái trò gì đây? Trò gì đây? Có cách rồi. Bây giờ chúng ta sẽ uống rượu ăn thề đi. À cũng được ạ. À cũng được đi. Ý dạ, xin giới thiệu với ba sư phụ. Đây là một bình rượu của con. Bình rượu này được mang tên là Nữ Nhi Hồng Tử. Sao lại gọi nó là Nữ Nhi Hồng Tử? Tức là bình rượu này được một nữ nhi tên Hồng rốn vô cái tủ ngâm 7749 ngày mới ra được cái bình rượu. Mời sư phụ uống ạ. À. Không được đâu. Con phải nói mì ta uống rượu là rụng lông mi đó. Ai uống đi. Mời sư phụ. Đây à, từ xưa tới giờ ta sống rất là lành mạnh, chỉ có cao kê không uống rượu đâu, lành mạnh lắm. Sư phụ à, uống đi. Ngày à, tao thiếu gì mà sống rượu được hả? Em chưa 18 đó mà. À, các sư phụ thật là nhát quá. Đây bây giờ, uống thử trước đi. Con sẽ uống trước bình rượu này. Ây da, uống được mà. Ê, có cái mùi gì không vậy? À, có mùi nhang khói. Chắc là bình rượu này được ngâm ở trong cái tủ thờ đó. Ây da, ai ngâm trong cái tủ thờ đâu ba? Mùi gì vậy? À, có mùi lông não chắc trong tủ quần áo đó. Không phải lông não đâu, mùi tôm thịt hình như là trong tủ lạnh đó. Ừ, dạ, anh thử coi. Ây da, cái này nghe mùi carbon chắc ở trong tủ sắt đó hả? À, được, à, là, được. À, hết luôn rồi. Ây da, các sư phụ ơi, có khi nào chúng ta uống bình rượu này xong tất cả chúng ta sẽ xỉn không hả? Ây da, làm gì có gì đó. Ây da, ở đệ tử có trò này vui lắm nè. Nó chơi cái gì trò vui? Chơi rất là vui, gọi là chơi dại đó mà. Ây da, uống rượu xỉn chơi dại là chơi như thế nào đó hả? À, bây giờ lấy một cái mền ha, chùm đầu chúng ta lại, xong rồi từng người đánh cái đón coi là ai. Ây da, cái trò gì vậy? Ây da, chơi cái trò đó được đó. Chơi à, đi, chơi đi. Chơi được không? Được đó. Được không? À, được, được, bây giờ con bị trước cho, tại con ra đó. Ồ, sao ngu vậy ta? Ây da, vô đây luôn đi. Vô đây. Ai chuẩn bị nha, ai chuẩn bị nha. Ây da. Ai làm? À, sai rồi. Không ai làm. Sai rồi. Ây vô bị đi. Bị đi mà. Ây vô bị đi. Tao vô liền luôn đi. Hai bị máu khác màu là cái gì? Quỳ gói xuống màu lên. Tiết tấu nè. Tiết tấu nhanh đi mà. Ai ta? Ai làm vậy? Sai rồi. Ai dạ? Thôi không đánh đi. Ai dạ làm cái gì mà hồi hộp quá vậy? Ai dạ đâu hết rồi, đánh đi mà. Sao hồi hộp quá vậy? Xe tăng đưa anh đi trong chiều vắng. Gọi tên anh không gian ân u cha mẹ khóc. Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh. Cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Anh ơi. Ây da. Chơi nữa đi con à. Chơi nữa đi. Nó không có chơi nữa đâu. Sao vậy? Kể từ đó người dẫn chuyện không còn xuất hiện nữa. Ây da. Cái tên tiểu tử núi này không những có tài năng mà cũng một chút thú vị đó à. Đúng rồi. Không có trí tuệ nữa đó. Ây da, hôm nay ta đã hứng khởi dân chào. Ta quyết định sẽ dạy cho con một tuyệt chiêu võ thuật bí truyền. À, cảm ơn sư phụ. Đó được mang tên ô vào quyền. Ô vào quyền là cái gì vậy sư phụ? Tức là võ làm lố đó hả? Ây da. Ví dụ đánh con một cái hai. Nó không đau. Nó không đau, đúng rồi. Ô vào quyền. Ây da, chơi tôi lừa rồi. Hiểu chưa ạ? À, dạ hiểu. Hay quá sư phụ ơi, sư phụ đánh con thử đi. Ô vào quê. Ô đau quá, đau quá, ôi da đau quá. Thôi đi. Mày múa giả chân hả? Đụ tao cái đi. Ây da, mày bị cái gì hả? Ây da. Sư phụ, thật sự là con không có lòng tin để làm mấy cái này đâu. Đơn giản như vậy cũng làm không được. Đúng là bản chuyển vọng suốt đời không lên được bản tài năng đó hả? Ây da, một lần nữa ta hỗ trợ đến ô bà quyền, sư phụ sẽ thị phạm cho con đó hả? À, bây giờ con chửi sư phụ đúng không hả? Đúng. Chà. Ây da.
à? Ở chóng mặt quá à? Đơn giản vì các ngươi đã uống trúng rượu độc của ta. Đây chính là một loại độc rất là nguy hiểm. Độc tố này có tên là Bizama Melotovisamin Kofisakurajidana Thumbatit. À, thì ra loại độc này chính là loại độc thoại đó. Chính xác. Sao? Các ngươi thấy thế nào? À, loại độc này chỉ có thể phát lên khi các ngươi vận dụng võ công. Ây da, nó tại sao tên tiểu tử thúi người lại hạ độc ba đứa ta đó hả? Vì ta muốn lấy được cuốn bí kíp võ lâm để trở thành võ lâm minh chủ. Cuốn bí kíp ở đâu? Ở bí kíp đây nè, ở trong tay ta. Có ngon thì nhào vô lấy đi hả? Ta không khách sao? Chà! Hey! 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 Cuối cùng ta đã có được bí kíp võ lâm. Ta đã có được. Tại sao là một tấm gương? Tấm gương này để làm gì? Để ngươi nhìn rõ được bộ mặt của ngươi. Sư phụ, ta đã sớm biết được tất cả những âm mưu của ngươi. Ta bày ra tất cả những kế hoạch này để cho ngươi nhận ra được lỗi lầm của ngươi là như thế nào. Và đây là ba đồ đệ của ta. Ta hơi rác á. Ừ, xin lỗi ạ. À, ta xin tự giới thiệu, ta chính là đệ tử của sư phụ Mai Siêu Âm. Ta Mai Siêu Black. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy. Ta Mai Siêu Cú Tè. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy. Ta chính là Mai Siêu Thị 24 giờ. Ây à, quá niềm kế sách của sư phụ á, thật là muôn thăm à, đệ tử và bái phục và sát đất. À, ngươi quả là tệ đó, làm sao mà trên đời này có những cái tá vỏ tàu lao như vậy chứ. À, đúng rồi đó. Các ngươi tưởng là các ngươi có thể triệt được ta sao? Các ngươi đã trúng độc của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng chất độc tầm thường của ngươi có thể giết chết chúng ta hay sao? Ngươi nên nhớ, trong võ thuật, điều quan trọng nhất không phải là võ công cao cường nhất, mà điều quan trọng nhất đó chính là võ tâm và võ lực. Người nên nhớ, võ công là để giúp ích cho mọi người chứ không phải để hại người. Tại sao ta lại mất hết sức lực? Bởi vì ngươi đã bị ta phế truất hết tất cả võ công. Rồi đây, ta sẽ hồi phục công lực của mình. Và ta sẽ thực hiện tiếp mục tiêu của ta. Tất cả các ngươi phải trả giá. Chính vì vậy, ta sẽ nhốt ngươi ở nơi này mãi mãi. Không được, không được. Không được, không được, không được. Ngươi sẽ trả giá. Và ngươi là kẻ phản diện. Come on!
gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại buổi lễ tổng duyệt chương trình văn nghệ của lớp 12A2 chúng em ngày hôm nay. Và để cho tinh thần cuộc thi hôm nay thêm sôi động thì chúng em xin mời hai đội, đó chính là đội nhạc quốc tế. Và đội nhạc Bolero. Vâng, không làm mất nhiều thời gian quý vị khán giả thêm nữa thì tất cả chúng ta sẽ bước vào phần thi đấu Bolero. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên cột đinh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa. Bolero kết thúc và bây giờ là USUK. Thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vẫn thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, và người thầm mong được đưa đón chân tráng tay hoài, sách đèn nửa chưa sức nên lận đèn chuông chuyên. Vâng, xin cảm ơn hai đội. Và bây giờ đến giây phút khốc liệt nhất, đó chính là giây phút chấm điểm. Và bây giờ tôi xin cho điểm bên đội USUK. Mời giám khảo 1 5 điểm, giám khảo 2 5 điểm, tổng cộng 10. Đến đội Bolero, giám khảo 3 2 điểm, giám khảo 2 8 điểm, tổng cộng 10 điểm. Và cuộc thi đấu của chúng ta đến đây vẫn là huề, cho nên hai đội cần bung ra một thứ gì đó gọi là tuyệt chiêu. Nếu như các bạn chiến thắng trong vòng thi này sẽ bước lên giành giải nhất. Xin bạn mời tuyệt kỹ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên
sao? Khinh bỉ. Làm gì vậy? Tổn thương. Ê, mày nghĩ sao mà mày hát ba cái nhạc gì mà xến xúa xến rện xến nhất địa cầu vậy mày? Xến gì đó, nhưng mà ít ra cái thể loại bolero này ba mẹ tao nghe, ba mẹ tao còn biết. Còn tụi bay hát mấy cái thể loại nhạc đen ba mẹ tụi bay có biết hay không? Không. Bất hiếu. Thì đó. Cả không mắc mùi cả ương con cài cha mà chữ trăm đường là con bằng sáng hát được nhạc bolero rồi đó. Không. Phi. Gì vậy? Tổn thương. Nhạc quốc tế về chỗ. Anh chị em bolero hội tụ. Nè nè. Nói cho mấy người biết, giới trẻ bây giờ tao không nghe mấy nhạc đó đâu. Hát là phải hát nhạc quốc tế nghe chưa? Tầm bậy, bây giờ là phải nghe bolero. Quốc tế. Bolero. Quốc tế. Bolero. Quốc tế. Trời ơi, chờ đúng ba hôm nay ồn ào quá. Đó, về thôi các em. Huế quê tôi thăng trầm như mây thòa. Đời vui sao hoa nở mà chiều bay. Men đời dù đã say. Phi tổn thương. Hội đồng thẩm định. Dạ, làm ơn cho quyết định đi. Bây giờ kìm bằng làm chí làm đi. Mệt quá. Bây giờ mày nói đi. Mày muốn chơi đủ đúng không? Mày thích thì tao chịu. Ok. Duy Anh tính nhiệm em. Mày tưởng tao sợ mày? Mày chỉ được cái mập thôi. Còn mày, mày tưởng tao sợ mày hả? Mày chỉ được cái lùn thôi. Các bạn ơi, các bạn chợ còn đánh nhau. Cô dậm thi biển là chết. Đúng rồi đó, cổ là người giữ nhất cái trường này đó. Em đi, tao đã quyết rồi. Không ai có thể cản. Các bạn ơi, các bạn quả quyết tâm. Mà ai còn quyết tâm thì bạn ủng hộ. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Cái chợ may là nhờ có trò tố mi nha, tôi mới biết cái lớp thành ra như thế này ha. Hả? Đồ bất tinh, bất nhân, bất tài, bất mãn, bất hiếu, bất bình, bất trung, bất bất lớp, bất nghĩa. Lật mặt là phải đúng thật cơ, vậy mới được nhiều người thương. Trời ơi, bạn đi về sờ quả ái thương ba người nở trạo trờ lắm nè. Tôi nè. Tố mi xuống phòng hội đồng chờ cô nha con. Dạ. Hả? Tố mi phải bắt xuống phòng hội đồng lấy lời khai hả? Trời mấy bạn ơi, còn khi nào chúng ta định lồn mà bạn Tố mi bị đuổi học không? Trời ơi. Tố mi xuống phòng hội đồng là đi thi bolero cho trường. Lớp trưởng là ai? Bước lên đây tôi biết. Lớp trưởng lớp này là ai đó bậy? Ông á. Rồi lớp ngu mùi bầu tên lên là lớp trường chứ không làm được gì hết. Ngày hôm nay lớp của em đó tổ chức cuộc thi gọi là thuộc cuộc thi nhạc quốc tế mà sống đậu con bolero. Vì vậy hai bên nó đậu nhau rất là kịch liệt. Ủa vậy bên nào thắng? Thì đó. Ủa bên nào thắng? Thì đó. Ủa phải có thắng có thua chứ. Rồi con chấm điểm luôn nha. Quốc tế thắng. Yeah. Cô sao kỳ vậy cô? Cô biết không cô? Cái bên bolero của tụi em á, thầy đầu tư xuồng, thầy đầu tư quá trời đồ luôn. Sao tụi em thua bên quốc tế vậy? Thích vậy bởi vì thầy cái cậu thích bolero. Tôi ghét bolero. Tôi cho thua vậy được không? Rồi thầy các cô cái cậu đâu? Thầy khi vừa lớn lên tôi đã vội yêu một người nên chưa hiểu đời, cuộc đời bạc trắng như vôi. Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của thầy mà thôi. Còn sự thật thì... Tất cả về chỗ! Nói cho cái lớp này nghe nha.
Cái lớp này á là cái lớp dở nhất khối, tệ nhất trường. Cái lớp này á thuộc dạng cái lớp mà là cá biệt đó. Trời đất ơi, thầy Đằng à, tôi nói cho thầy nghe, cái lớp của thầy á, ban giám hiệu nhà trường á, rất là đau đầu, rất là mệt mỏi. Tôi nói cho thầy biết, thầy đứng im đi. Tôi nói cho thầy biết, tôi không thích nhìn mặt thầy. Nhìn mặt thầy á là tôi thấy tôi đau đầu à. Thầy ra xa tôi đi, ra xa đi, xa nữa đi, xa đi, xa đi. Cô ơi cô, khéo khéo tẻ giữa lắm cô. Tôi nói cho thầy biết nha, thầy mà còn như vậy á, thầy nghỉ việc đi. Các con đừng có hổn. Nhìn cô Quỳnh kìa, cổ đẹp như một thiên thần truyện tranh. Lời cổ chửi nghe ngọt như lời mẹ ru. Trời ơi, trời ơi, thầy, thầy cho em hỏi là thầy đi khám định kỳ chưa? Trời ơi, cổ dường như rí mà thầy nói là về thương ngọt ngào. Con đừng có nói như vậy. Dạ. Cô mà khó khăn với lớp á là do lỗi của thầy. Hả? Ừ. Lỗi của thầy? Ừ. Thầy ơi, bây giờ thiên hà dị nghị thầy ghê lắm. Thầy nghe nè. Ơ Dũng, 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 thầy làm gì cô mà cô ghét thầy dữ vậy ta? Chắc thầy xì bánh xe cô đó. Ê, chắc là thầy chét mắt mèo lên ghế của cô, xong cô ngồi cô ngứa, cô buồn, cô giận. Trời đất ơi, tụi con đừng có mà suy diễn lung tung nữa. Không phải đâu, thầy nói luôn đây nè, cô Quỳnh là mối tình đầu của thầy. Cách đây 20 năm, thầy và cô sống cùng một làng chài nhỏ ven sông. Ở đó, cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng mà lại thấm đượm tình yêu, nên lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Anh em ơi! Bỏ đi, thầy sống cùng với một người chị trên một chiếc xuồng nhỏ. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dài người khờ. Sông chảy tràn trong trí nhớ, làng anh bên lỡ, làng em ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bến con đò chờ trong bóng mù. Ừ, thôi hai đi vô nấu cơm. Tí nữa mà rảnh là vô ăn cơm với hai nghe. Dạ. Ừ. Anh Đằng. Ồ, chờ, chờ anh chút xíu nha. Quỳnh ơi, Quỳnh, Quỳnh. Anh Đằng,
Dì Tám á, chị dắt anh Nhật qua nhà hỏi cưới em rồi đó. Sao anh còn ở đây đánh cá hoài vậy? Thì anh đi đánh cá để anh để dành tiền anh cưới em đó. Anh đánh được nhiêu rồi? 2 hũ mắm. Con cá trên hình đi không? Anh không đánh, anh đánh đi đâu vậy? Anh đâu có dám bắt con cá này. Tại sao? Nhà anh nghèo lắm. Đi xuồng không thấy anh mà giàu là anh đi ghe máy rồi. Bộ anh hết thương em rồi hả? Anh còn thương em. Anh thương em ở điểm nào? Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xòa bên rèm. Anh thương mái tóc của em đó, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Anh thương em vậy mà sao anh không chịu cưới em? Anh muốn cưới em lắm chứ, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình của anh. Anh hứa với em khi chúng mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên nghĩa vợ chồng. Anh có món quà này muốn tặng cho em. Quà gì vậy? Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ huy hoàng. Thì đây anh đang nhận cỏ, tặng em xem như bỏ ngỏ, lòng anh chắc em đã biết. Có cái gì mà có? Má! Bố mày là trâu là bò hả mẹ ăn cỏ mày? Hả? Tao kêu sao? Về lấy thằng Nhật con bà Tám đi, nhà nó giàu quá, giàu nứt vách đổ tường vàng bao la. Mày chọn vàng hả mày chọn cỏ? Mà... Quỳnh, nghe anh nói, em đừng có chọn vàng. Vàng quy ra tiền, tiền xài rồi cũng sẽ có lúc hết. Lấy anh đi, về ăn cỏ cho nó mát. Bộ anh không nghe má em nói hả? Em chứ đâu phải trâu bò đâu mà ăn cỏ. Mày điên hả? Mày xúi con tao ăn cỏ mày? Con nghĩ làm sao mà con lấy cái thằng hèn mọn này, rồi sau này nó có nuôi nổi má con mình không? Má, nhưng mà má ơi. Dạ, má cái gì? Má dạy con làm sao? Mẹ thường bảo con thân gái đụng trong, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng, chẳng thèm tự lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Nghe mày. Rồi bây giờ mày chọn vàng hay chọn cỏ? Quỳnh, anh nghĩ là em nên chọn vàng đi. Tại sao vậy? Anh hết thương em rồi hả? Không phải, tại cái nhẫn cỏ má em đạp rồi. Ý, cô không có để ý. Nhưng mà việc cỏ thì phải việc tận gốc. Giận cho má coi. Quỳnh ơi, Quỳnh, Quỳnh, má cho, má cho con lấy nó đó. Nhưng mà Quỳnh ơi, má sợ sau này cuộc sống của con sẽ lên đên giống như đời ba đời má của nó vậy đó. Ba má nó hồi đó cũng yêu thương nhau, cũng cãi cha cãi mẹ đến với nhau. Rồi sao? Rồi sao? Rút cuộc lấy nhau về nghèo, nghèo quá má nó chịu không nổi, má nó bỏ đi. Ba nó từ đó hả tức quá nhảy xong tự tử. Phải không con? Đúng không con? Bác, con hiểu rồi. Quỳnh, em nghe lời má em đi lấy chồng đi. Không, đời này kiếp này em không lấy anh, em sẽ không lấy ai hết. Anh không xứng đáng với một cô gái xinh đẹp như em. Thì anh nghĩ em làm cô gái xấu xí đi. Và những cô gái xấu xí thì không bao giờ có được một hạnh phúc giàu sang. Đừng có cãi lời má em nữa. Em đừng quan tâm gì tới anh hết. Em cưới anh không bao giờ em có được hạnh phúc đâu. Em hãy để cho cuộc đời của anh trôi như một đám lục bình đi. Anh Đàn, đi về đó cháu. Má, đi về. Về má ơi. Đi má ơi. Má ơi. Tim lục bình thôi, ai thế trôi theo dòng nước. Sao tim chung tình, tim cả dòng sông quê. Anh xa trường làng xa mấy nẻo nhỏ triển đê. Lòng nghe thương nhớ có nhớ lối về mơn mông. Tóc dài bay tuổi đôi mươi em như hoa tím. Dù anh một thời anh còn nhớ hay quên. Qua kia giờ thương nhớ tim cả dòng sông.
Thời gian khuất lấp ước nguyện ngày xưa. Lục bình ơi, tim lục bình rồi. Thầy ơi, em không ngờ chuyện tình của thầy buồn như rửa. Nếu như mà thầy viết tiểu thuyết, mua về đọc chắc khóc lơn tuyển lê. Cái thằng bé này. Thầy á, em khổ lắm, thầy cứ lúc nào nhục nhã cái rửa thì làm sao mà cô Quỳnh yêu thầy được. Bởi trừ ra thầy là phải cố gắng lên, phấn đấu lên và thầy phải manh mè lên thì cô mới yêu thầy. Thôi, không có được đâu, thầy đã từ chối một lần rồi, bây giờ chắc chắn là cô còn giận thầy lắm. Giận đi giận à, mà thương thì thương à, anh sai đường thì em chẳng là chịu được. Đã, cô thương thầy còn nhiều lắm. Hỏi thầy, lớp 12 à, 12 có bài cờ cho cô chưa vậy hả? Trời ơi, bây giờ mình phải suy nghĩ cách để giúp thầy. Suy nghĩ đi, suy nghĩ, mau lên, mau lên. Các con làm gì vậy? Suy nghĩ, nè. Mình có cách rồi. Nhanh lên, cái gì vậy con? Nè, làm cái gì? Nè, đi đâu đó hả? Cái gì vậy hả? Mấy đứa bày trò gì hả? Sao tôi hỏi không ai trả lời hết vậy hả? Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chính dài mười khờ thương em. Thầy Đất, thầy làm cái trò gì hả? Thầy bày học trò ra là làm cái gì vậy? Dẹp đi, dẹp hết đi, dẹp hết đi. Quên, không lẽ em đã quên chuyện tình của mình cách đây 20 năm tại nhánh sông quê mình rồi sao? Lúc đó anh rất hối hận vì đã từ chối tình cảm của em, chỉ vì lúc đó anh quá nghèo. Còn bây giờ anh vẫn nghèo. Nhưng anh can đảm hơn 20 năm trước. Quỳnh, anh muốn nói với em là chắc như hồi đó quá. Ngại mà yếu đuổi hoài, cha ơi mệt quá. Thôi hết đi, người ta đã không muốn nói á, các em đừng có ép buộc nghe chưa. Không phải, chỉ vì anh sợ anh nói mà em từ chối. Anh có bao giờ nói với tôi không mà biết tôi từ chối hả? Anh có biết á, chỉ một câu nói của anh thôi, một câu nói duy nhất của anh nói với tôi là anh thương mái tóc này của tôi. Anh có biết vì câu nói của anh mà suốt 20 năm nay tôi đã để mái tóc thề này mãi chờ đợi anh. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nao xõa tóc rồi bên thềm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, ghép tâm tư lại thôi. Đường qua vẫn chưa mở lối. Quên, lấy anh nha. Lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khẽ tâm tư lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mở về đâu mái tóc người thương của CMV. Mấy ông ơi, sáng rồi, ra tập dưỡng sinh đi, để tôi mở cái đài rồi mình tập theo nha. Trời ơi, sáng sớm mà kêu ôm chầm mà. Cả nhà, cả nhà. Chào tất cả mọi người, hôm nay là tiết mục tập buổi sáng của tôi, hãy tập từ tôi nha.
Ơi. Ơi. Người ta đang tập sung sức mà ở đâu mấy bà đi ra đây vậy hả? Tập thể dục. Tập thể dục gì? Cái chỗ này là cái sân chung này là tụi tôi bút trước rồi. Cái sân chung mà ông bút hả? Bút cái mút. Trời ơi, cái mỏ cà trúng mà nói cái chữ út 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 út. Cái thấy cưng không? Thấy cưng không? Tôi đột vô cái mặt nhục của ông bây giờ. Dạ dạ dạ, đi ra ra. Bà vô bà mở ngay cái đài mà mình là mình hay tập á. Mở ngay cái bài tôi yêu thích. Trời ơi, có sao không? Ê, cái gì vậy mà? Hai ông phải cái lộn cái tàu quá. Người ta cưng rồi má ơi. Ô, thông cảm. Trời ơi, bà đi vô bà chuyển qua cái kinh mà tập tập khiêu vũ buổi sáng. Đúng rồi. Cái khiêu vũ giảm cân á phải không? Ê, cái chỗ này tụi tôi đang tập nha, anh em tụi tôi đang tập nha. Bây giờ ông sao? Anh em, ơi. Lùi. Trời ơi, tàu hẹp hả? Trời ơi. Thiệt tình là lên. Xin chào quý vị khán giả, sau đây là chương trình tập thể dục buổi sáng. Để có một giọng hai thon gọn, tôi là Tố Tố, mọi người hãy tập theo tôi nào. Đường về đêm nay vắng tanh, giạt rào hạt mưa rất nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua muôn lối quanh, gập ghềnh đường đi tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc mùi mùi. Thương cho kiếp sống tha hương, thân về gò gội cho gió sương. Đôi khi muốn ta yêu ai nhưng ngại nhìn em nhớ. Mệt mệt quá, ta thấy dục gì mà mở cái gì mà quăng tùm lum vậy? Ai đòi mở cái này? Trời ơi, ai biết. Ê, coi được, bà... tát đi, bà mập, bà đứng, bà nhảy hoài tội bà. Ê, chuyển kênh được không? Chuyển kênh đi. Chuyển kênh rồi, bấm rồi. Sau đây là tiết mục dự báo thời tiết. Tình hình đất nước hôm nay, trời nắng nóng, nóng từ ngày hôm nay qua ngày mai, qua ngày hôm kia. Mẹ ơi, con chuyển kênh rồi mẹ. Trời ơi, mới sáng sớm tôi tập liền mà mấy bà ra quậy người ta hết trơn, cũng tập được gì hết á. Đây nè, mấy anh trai qua chơi với hội chị em bạn gì tụi em? Nghĩ sao mấy ông bạn của tôi. Trời ơi. Rồi cái hội anh em bạn chú tụ họp với cái hội chị em bạn gì rồi ha. Vậy thím ngồi chơi mình đi. Cái số tôi từ đó tới giờ là nó buồn neo đơn rồi. Ơi thôi thì chơi một mình vậy. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng ca ăn. Buồn như ly rượu ca ăn, không còn rượu để say. Trăm phần trăm chưa tươi nguyên chắc trăm phần trăm. Giờ này á, cái tuổi này là chỉ uống sữa thôi nghe. Uống rượu bậy bạ lắm á. Cho xin miếng nha. Đây. Hết rồi ông ơi, xin lỗi ông. Trời đất ơi, cha già này, ông đang buồn còn chọc ông nữa. Trời đất ơi. Trời, có giận hay ghét không? Nè, nói nghe. Sao buồn kể chúng tôi nghe chứ. Không có kể đâu. Kể đi. Thôi. Sao ông kể đi. Kể đi, nói nghe coi. Cớ sao buồn này kim, cớ sao sầu này kim, ai thương ông hơn tụi tôi mà tìm. Cớ sao buồn này kim, cớ sao buồn này kim, không nói đâu. Cớ sao sầu này kim, không nói đâu. Ai thương ông hơn tụi tôi mà tìm, không nói đâu. Cớ sao buồn này kim, không nói đâu. Hãy sống cho tình yêu, sống cho mộng thắm khi tôi còn xa. Cha già, nói tóm lại tại sao ông buồn? Tôi buồn ngủ. Trời ơi trời, tâm sự nói đi. Mấy ngày nay tôi thao thức, tôi không có ngủ được. Tại sao? Tôi suy nghĩ cái cách nào mà để tôi... Cái gì? Tôi cầu hôn bà Khả.
cầu hôn. Ừ. Trời ơi, già dịch tới nơi tuổi này mà còn cầu hôn gì nữa cha nội. Trời chứ ơi, sao? Nếu như thích thì qua bển hốt đại về ở chung cho rồi đi cha ơi. Ơi, chính vì là mình từng tuổi này rồi đó thì mình phải đàng hoàng, mình phải làm lễ, mình cưới hỏi, mình đưa người ta về đàng hoàng chứ. Ừ. Đó, thật ra đó là tôi thao thức vì tôi muốn suy nghĩ tìm cái cách cầu hôn nào mà mình thể hiện được cái sự trân trọng với lại cái sự yêu thương của mình dành cho mấy bà. Ừ. Vậy mắc cái gì mà bà la? Không, bị tôi sực nhớ là tôi nhắc bà uống thuốc trợ tim. Bà la cái tim tôi nó trôi mẹ rầu. Xin lỗi bạn hiền. Cái ông kia đi về đây. Ê, cái gì vậy? Tôi đỡ bà vậy. Đâu rồi? Con dậy rồi bà ơi. Ủa? Thông cảm, chậm. Chậm. Tôi nấu cho ông nghe kìa. Bây giờ mà hả, muốn cầu hôn quá đơn giản. Một khung cảnh thiệt là lãng mạn, một nụ cười thiệt là thân thiện. Rồi sau đó qua vàng rơi phấp phới. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gồm mây trên lâu đài. Chẳng nào tới đêm chiều vàng hôn lê làn tóc. Và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Mùa xuân của mẹ, em sẽ là mẫu đất quốc gia. Em sẽ cố gắng. Ông già là bà huynh tôi gái quá mạng mà. Mẹ già, gì? Có bạn bệnh tim mà bà làm gì hoài vậy? Hả? Trời ơi, bà thông cảm đi, bị ở trong đây lâu quá, nhớ con, nhớ cháu. Trời ơi, còn xuống theo xong cái tranh này nè là tụi mình chết luôn á. Thôi. Trời ơi, bà để ngược hoài với bà, bộ mắt bà mờ lắm rồi hả? Thôi. Cái cách mà ông kể đó tôi tưởng tượng tôi thấy không có được đâu. Trời ơi, tôi hát thấy ghê lắm. Hát bà nghe bà ối chết à. Ra không có phải là bị đảng trí rồi quên lời như tôi. Trời ơi, ông ơi, ông mấy ông sống ảo, mấy ông tưởng tượng quá à. Bây giờ tỏ tình người ta phải thực tế. Người ta phải cầm cái đàn guitar lên. Rồi cầm lên cái đàn guitar. Đàn ông mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Quyết liệt. Quyết liệt. Đứng đắn lên. Đứng đắn lên. Hát. Hát. Đập vỡ cây đàn. Đập ơi, đập vỡ cây đàn. Yo! Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Cái gì vậy? Ông đập cái đàn cho đầu tôi. Ông chẹp rồi bà ơi. Thôi đó coi. Ông cảm. Chậm. Chậm. Ơi, mấy ông ơi, bài cái gì đâu không mà không có được, đã nói rồi không có được mà. Bởi vậy tôi nói rồi, hai thằng cha già này không có hiểu tâm lý phụ nữ gì hết trơn á. Bởi vậy ở đây nè, chỉ có một mình tôi là hiểu tâm lý phụ nữ nhất thôi. Nè bây giờ đi, bà già rồi, bà sắp xuống lỗ rồi hiểu không? Cho nên là gần đất xa trời, bà thích cái gì đó vô thẳng vấn đề chứ đừng có mà vòng vo tam quốc. Đem bả ra ngoài thiên nhiên rồi cho bả đi phượt. Baby à, đi phượt với anh không cần à. Leo lên xe anh chở đi phượt em ơi. Ok Từ ngày hai đứa yêu nhau một bước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng bước bao nhiêu. Một vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một ước lượng tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi với ấm lửa xanh. Trời ơi, tới nơi rồi. Xuống xe đi anh ơi. Xuống xe. Trời ơi. Sao? Tôi đi bằng xe hơi. Trời ơi. Cắt. Trời ơi là trời. Tắt. Tắt. Tít tít. Trời ơi. Sống ảo. Vậy sống ảo đâu bằng mấy người. Nó mệt quá.
Nói chung là giờ tới biển rồi kìa. Biển to quá, bé chẳng dám tắm đâu. Chị ba 80-90 tuổi rồi mà còn hát bé yêu biển lắm. Đúng rồi bà ơi, biển bây giờ thủy ngân độc tố không nè, đi xuống tắm đi đi. Trời ơi. Anh ơi nó xô em. Sao nó không quăng xuống luôn cho rồi. Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ không tắm biển thì đứng trên đây cho gió nó mát. Trời ơi, biển bây giờ nó độc tố không à, đừng có tắm. Ta nghỉ tắm rồi bà ơi, ta lên ta đứng ta không mát đâu. Ô thông cảm. Chậm. Thôi nè, bây giờ á mình đi xuống bãi cát vàng đó rồi mình ngắm biển cho nó gần nha. Đúng rồi mấy ông ơi, gió mát như vậy phải đứng lên đây không mát. Người ta nghĩ không mát, người ta ra biển người ta ngắm rồi ngoại ơi. Thông cảm đi bà chị ơi, chậm. Chậm. Rồi, thôi nói chung là tới biển rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nằm nghe sóng vô tình bột tràn theo từng làn gió. Ôi sóng biển kìa, sóng biển. Vân chẳng xa nữa, sóng biển kìa. Sóng biển kìa, sóng biển. Ngàn tuổi nè, sóng biển. Ê, sao mấy ông mấy bà làm gì vậy? Nghịch nước. Còn cái tuổi nhí nhạch không? Mình mới dựng xe trên hè hà biển cái đằng kia kìa. Trời ơi, mấy bà này niềm tin quá. Yeah. Rồi nghe, lấy trớn lấy đà nghe. Vâng. Anh em mình tiến về biển lớn. Biển lớn. Lẹ được không cha? Sao nước trong to thế? Ê, sao cái ngọn sóng nó cao mà bạc đầu vậy ta? Ê, Long Dương! Bây giờ nó nguy hiểm lắm, không có an toàn. Đi không vượt. Đâu, thiên nhiên là không có nguy hiểm đâu, chỉ có con người hiểm nguy thôi ông ơi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao, cách nào thấy cũng không được đó ông ơi. Mấy cái cách nãy giờ không được hả, bây giờ ông muốn làm gì? Tôi biết bà thích bolero. Tại sao ông nói sớm? Ừ thì giấu để mấy ông hiến kế cho nó vui vậy đó mà. Trời ơi, cha già này, bây giờ thích bolero đi qua hát cho bà nghe đi. Không được. Sao không được? Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng giận. Trời ơi. Ừ, tới bây giờ mà còn hát nữa, nhanh chân nhanh tay đi đi qua bên kia hát cho bà nghe. Ừ. Giờ phải làm liền luôn. Đi đi. Dạ lên ông ơi. Bà ơi. Đi. Gì? Hả? Cái gì vậy cha? Là cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Không có dám ông ơi. Mệt quá. Bây giờ tôi phải mang dép. Bây giờ chỉ còn lần cuối cùng. Đi qua bên đó hát đi. Tụi tôi ở bên đây quay phim lại cho để dành coi làm kỷ niệm một lần cuối cùng trong cuộc đời ông. Rồi, ừ. Rồi lỡ bà từ chối rồi sao? Kệ bà luôn, chơi tới đi. Rồi. Vô. Rồi. Điện thoại. Em gái. Điện thoại. Mời em bước ra đây, anh muốn nói chuyện với em. Đi vô kiếm điện thoại, vô ra quay phim đi. Ê, coi được á, quay lại khúc này tôi quánh má nó nhìn không ra nè. Con là trong kia. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc em ra về. Dạ chào anh. Ê, cái gì vậy trời? Đi đi với giả từ rồi đi về mà, ông mới là người phải đi về đó. Về đi ông kẹo người ta chờ, kẹo người nhà mong. Ê, khoan,
tôi cái tuổi này là còn người nhà vậy đâu mà chờ. Ở trong cái viện dưỡng lão này, tôi chỉ có một mình bà là người thương thôi. Tôi nói ông nghe nè, cái tuổi trẻ của ông nó qua rồi, vì cái tội mà ông dài dòng á, ông hiểu không? Bây giờ mà ông nói chuyện mà không còn vắn tắt nữa là ông dài cho tới cả đời, cho tới khi mà ông chết luôn đó. Rồi, đề nghị anh em bạn gì với chị em trật tự để tôi nói ngắn gọn một lần thôi. Trật tự! Chỉ còn gần em một giây phút. Trời ơi, một giây. Một giây nữa thôi. Là hai giây rồi. Trời ơi. Bao giờ bà mới bỏ cái thói mà nhảy nhảy vô họng người ta, nhảy vô họng người ta. Bà không để tôi nói hết cái lòng của tôi hả? Tại sao mà tôi nói bao nhiêu lần ông không chịu hiểu vậy hả? Tôi nói với ông rồi, nói cái gì cũng phải rõ ràng. Tuổi trẻ qua rồi, làm cái gì cũng chậm chậm, chừng nào mới xong cha già điên. Đúng, tôi điên. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Ông ơi. Sao? Em ơi, người điên không biết nhớ và người say không biết nhục. Trời ơi trời, lãng giang đi cha già. Giờ tôi, bà không đồng ý nữa. Tôi không đồng ý. Tôi về. Ấy, ấy, khi không anh lại ngoan mặn làm ngơ. Em tội tình chi anh bỗng ngừng hờ. Trời ơi, cái bà già lật lọng. Bà vừa phải thôi, bà đuổi tôi đi, xong tôi bước đi. Cái bà nói sao anh quán mặt làm ngơ. Trời ơi, vừa phải thôi. Tôi có nói đâu, tôi hát bâng quơ mà. Bây giờ sao, bà có cho tôi một cái cơ hội cuối cùng không? Không. Tôi đi. Đừng xa em đêm nay khi mong trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Trời ơi, cái người đàn bà không xương. Bà ơi, đó, tôi đi thì bà bảo là đừng có xa bà. Sao không nói luôn đi, bà cũng vậy đó, cũng giấu giấu, cũng e thẹn, cũng thẹn thùng. Không phải, tôi không có giấu, nhưng mà tôi ngại. Ngại cái gì nữa? Ở cái tuổi này làm gì có cái chuyện mà đó, mà cái chuyện cái đó chỉ có dành cho tuổi trẻ thôi, làm ơn, làm phước. Bà ơi, bà tin tôi đi. Em ơi, lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian đâu. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chăm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi, lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm sau còn vẫn vương đôi hồn. Người yêu nhỏ bé. Hay quá. Vô. Vô. Vô đi. Ê ê ê. Ở đi. Ê nói đi. Vô. Ờ. Nói. Em. Em. Đông. Đông. Ê. Mấy tháng trời
Bà ơi, tôi nhớ cái ngày mà tôi tỏ tình với bà, tôi hát câu nào cái bà xía vô câu đó. Hôm nay bây giờ bà không còn xía vô nữa. Đây tôi hát cho trọn vẹn nha bà. Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Bà ơi, lệ nào không hiểu sao luôn. Trời ơi, trời ơi, tôi đang mơ, tôi đang nằm mơ, tôi đang tỉnh đây, tôi đang nằm mơ đâu bà. Dạ, dạ quỷ, la cho tôi đi nữa đi. Đây là ai nói nghe bà. Con người ta đang sống sưng sững ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, làm chi mấy cái chuyện này cho nó lên máu, nó đi cho lẹ hay chi. Trời ơi, tôi biết bà, tôi biết tụi mình á có thể đi bất kỳ lúc nào, bởi vì tôi mới tranh thủ được lúc nào hay lúc đó bà ơi. Không lẽ ông hiểu cái cảm giác mà ông mang tới cho người ta hy vọng, ông mang tới cho người ta hạnh phúc, rồi ông bỏ ông đi, ông có hiểu cái cảm giác nó khủng khiếp cỡ nào không mà ông đòi cưới tôi cái tuổi này. Bà ơi, cái tuổi nào thì cũng có quyền được hạnh phúc mà bà. Ừ hen, sao không nghĩ ra. Rồi bà khỏe chưa? Bà sao để lắm. Tôi đỡ bà dậy còn nha. Còn mệt để lắm, không có ngồi dậy nổi đâu ông ơi. Thôi để tôi kêu bác sĩ tới. Bà cẩn thận, bà để tôi kêu bác sĩ tới. Thôi nha. Đi đứng không có nổi, không có làm gì nổi hết ông ơi. Sao trời vậy ơi. Múa được. Cái gì mà nó vô lý vậy trời. Rồi bây giờ, bây giờ sao? Cái gì? Bây giờ mình cưới liền nha. Ngu sao không liền. Vậy bây giờ về nhà ở với tôi nha bà. Chơi mày luôn. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, yêu bây giờ luôn, đừng chờ ngày mai để lúc tôi lìa đời. Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói. Cát bụi làm sao mà nói lời dịu dàng muốn nói đau, dịu dàng muốn nói vui, dịu dàng muốn nói đau, nghẹn ngào với nỗi vui. Ba 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 ba. Tuần này các bạn rất là duyên dáng, từng bạn rất là nhập vai. Tôi thích các bạn lắm và tôi tưởng tượng là nếu một ngày nào đó 10 năm, 20 năm nữa, tôi, chị Kim Xuân, Thanh Thủy, tụi mình mà già đi đó mà được yêu thương, quan tâm nhau mà vui vẻ như vậy thì thú vị ha chị ha. Hiện giờ là cũng đã già rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, tình cảm các bạn dành cho những người lớn tuổi. Đây là một câu chuyện thật sự. Và các bạn không hề mượn cái đề tài là đi theo bolero, mà nó đã đi vào các bạn rất là tự nhiên. Từ chỗ Khả Như mà hát xong rồi cái là ngã nằm xuống, cái đẩy cái giường ra là tôi chịu không nổi thật. Khi người ta về cái tuổi mà quỹ thời gian mình không còn nhiều nữa, người ta rất cần một sự quan tâm, người ta rất cần được chia sẻ. Các bạn đang làm một điều mà người ta sẽ trân trọng cái nghề của mình, là vì các bạn đã lao động rất hết mình. Ở sân khấu Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội, không phải chỉ có cười không,
mà các bạn còn đem đến sự chia sẻ. Đối với tôi hôm nay, Buffalo số 1. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân rất nhiều ạ. Cái tiểu phẩm của các bạn làm cho tôi rất là xúc động. Các bạn diễn vai như ông già bà lão, quá duyên dáng, quá dễ thương kinh khủng luôn. Tụi này ngồi đây, tôi còn phục các bạn. Các bạn hôm nay phải khẳng định một điều rằng các bạn diễn rất giỏi, các bạn diễn tuyệt vời. Và một điều nữa là các bạn đã thổi một luồng gió bolero mới. Các bạn đã sử dụng bolero rất sang và rất đúng cái chất của nhạc kịch. Cái đó đúng là của Buffalo. Các em là những người thế hệ sau này, các em quen với văn hóa Tây phương nhiều hơn, và các em chọn đúng cái bolero cho mình. Các em chọn đúng cái dòng giai điệu rất thành thị, rất Tây. Cái đó ngày xưa gọi là dòng kích động nhạc của bolero. Đó là cách mà tôi yêu quý những nghệ sĩ trẻ. Không bao giờ nói là ồ, bolero nó không có dành cho tôi, nó dành cho mấy ông bà già. Nhưng tôi có cách chơi bolero của tôi. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ. Và sự thông minh đó, các em hoàn thiện cái mình chưa có, lấy thế mạnh bản thân ra. Tất cả mọi thứ các em làm, tôi ngồi dưới này coi, phục quá trời. Ở đây bolero chỉ đang sử dụng như cái cớ. Nếu tôi thay kịch bản này, không phải bolero, bà già này thích nhạc trẻ, thì kịch bản vẫn diễn ra không có gì thay đổi. Bolero không được đóng vai trò quyết định, mà hiện thời cái vai trò của nó là âm nhạc minh họa nhiều hơn. Thật sự chị cảm phục các em, cảm ơn các em. Xin cảm ơn nhà báo Trang Phương Miu rất nhiều. Mình sử dụng bolero để nói lên tâm tư, tình cảm, và đó chính là lời thoại của nhân vật nói với người kia. Về tổng thể, tất cả mọi người chia đều mảng miếng cho nhau. Nếu như một người đó rớt miếng một cái, chắc chắn sẽ làm chì tiết tấu liền. Nhưng bản lĩnh của các anh chị là gì? Đó là bản lĩnh sân khấu và giữ tiết tấu rất là chặt. Và ngày hôm nay Buffalo rất là thành công với kịch cùng bolero. Bản thân Thư mà khi mà coi về tiết mục của những người lớn tuổi, những người viện dưỡng lão á, mà vui vẻ vậy rất là sợ, không biết nữa, cứ nghĩ một ngày có nào em cũng vô viện dưỡng lão em thì chắc lúc em đó vui. Có anh Hiếu Nguyễn già già bên cạnh em mà em lo chi. Em vô viện dưỡng lão. Nói chung là cảm ơn tất cả các bạn hôm nay đã đem về một tiết mục rất là dễ thương, màu sắc đúng chất Buffalo. Cảm ơn các bạn. Em coi với cái tâm lý của một người khán giả thì thực sự mình cảm giác cái cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Có những lúc em không thể chăm sóc được gia đình em, thì em qua đây em cũng biết là em hiểu hơn, đó là bố mẹ em có những lúc cô đơn. Nhưng mà em rất cảm ơn những cái người bên cạnh, bố mẹ em chia sẻ những câu chuyện vui buồn cùng với bố mẹ em. Có những lúc không phải là em. Xin cảm ơn Hiếu Nguyễn rất nhiều. Vừa rồi tiết mục của Buffalo giúp cho chúng ta không phải là xem, mà chúng tôi được sống. Bởi vì chúng tôi cảm nhận được chính bản thân mình trong cuộc sống của những ông bà lão này. Cảm ơn Buffalo một lần nữa rất nhiều. Lăn lộn hoài mà người yêu chưa xuất hiện vậy ta? Có nên lộn nữa không? Không nên. Xàm quá. Có khả năng ngồi đây chờ sẽ đỡ xàm hơn. Ôi con tê giác một sừng bé nhỏ của anh, sao lần nào xuất hiện em cũng hốt hoảng quá vậy? Ôi con trâu điên hai sừng của lòng em. Tại vì em đánh phủ đầu đó anh. Xã hội bây giờ loạn lạc quá mà, cướp tràn lan. Em phải la phủ đầu như vậy cho nó tưởng là em bị cướp rồi, nó không cướp nữa. Tốt. Em. Anh. Em đẹp quá. Ôi anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh lạ quá. Em đẹp lắm. Ôi em biết mà, anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh cũng lạ lắm. Chóng mặt quá. Dạ. Em. Dạ. Em chờ anh lâu chưa? Dạ. Ủa là anh tới đây trước em à? À anh nhầm. Dạ. Em đợi anh lâu chưa? À anh nói y chang như cũ đó anh. Em đã để cho anh đợi 4 phút 59 giây và sau khi em nói xong câu này đã tròn 5 phút anh à. Thay mặt cho bà con nội ngoại, hàng xóm cùng gia đình, anh thành thật xin lỗi em.
Ôi anh ơi, anh rủ cả dòng họ anh ra xin lỗi em vậy đó hả? Thế nó mới chân thành em à? Dạ, anh em... ơi, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Em, anh mới đọc được một mẫu tin casting phim. Phim hả? Phim gì? Một bộ phim tầm cỡ quốc gia, quốc tế, trái đất, tổ chức ở xã mình. Mà phim gì vậy anh? Đây là một bộ phim xã hội đen sặc màu hành động. Tự gì vậy anh? Chú heo con ở bản Đôn. Ủa anh, hồi nào giờ em nghe nói là chú voi con ở bản Đôn, em nào có biết là có heo đâu anh à? Bản Đôn bây giờ nó nuôi cả heo em à? À vậy nhưng mà quan trọng là... Dạ. Quan trọng là có một cái vai nó cực kỳ sang chảnh, cực kỳ lịch lãm và vô cùng bốc lửa. Bốc lửa? Vai gì vậy anh? Cô bé bán diêm. Anh ơi, cô bé bán diêm mà sao gọi là bốc lửa vậy anh? Bán diêm, bỏ quê diêm ra, quẹt một cái, cháy bản Đôn, bốc lửa. Em bán diêm đi em. Em thử vai luôn đi. Bây giờ là em phải tập đó anh. Trời, cái đó là... để em cố gắng nè. Em tập đi em. Dạ, bây giờ em đi bán diêm nha anh. Dạ. Ai mua diêm không? Cho em hỏi, mua diêm không? Thôi, cái này đâu phải bán diêm. Chứ bán gì anh? Bán dâm. Ủa sao tùy anh? Ý anh nói là em đi bán diêm gì mà cứ như kiểu em đi bán em luôn ấy. Chứ phải làm sao anh? Bán diêm nó phải như thế này nè em à. Anh chỉ cho em đi. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá, em lạnh quá, em quẹt một que diêm. À, bố đã về. Em quẹt hai que diêm. À, mẹ đã về. Em quẹt ba que diêm. À, cháy nhà. Đó, như thế nó mới bốc lửa em ạ. À. Dạ, anh tài ba và xuất chúng quá. Anh ơi, nếu như mà em cast vai đó rồi anh cast vai gì? Anh sẽ cast một vai cực kỳ tri thức. Tri thức hả? Hợp với anh lắm đó. Vai gì vậy anh? Bán báo dạo. Anh bán báo dạo sao anh gọi là tri thức vậy anh? Em ơi, bán báo ấy là mình đi bán tri thức cho người ta. Dạ. Mà đi bán được tri thức cho người ta thì mình phải có tri thức. Dạ. Mà ai là người có tri thức? Ai? Ai? Thằng bán báo dạo. Anh bán báo. Lady and gentlemen, Mạc Văn Khoa xin kính chào quý khách. Tôi là phóng viên của báo cô, báo chú, báo cha, báo mẹ, báo động. Sau đây tôi sẽ gửi tới các bạn một bản tin của một xóm rất nhỏ cạnh một làng rất nhỏ. 19 giờ chiều ngày hôm nay, một con bò cái có tên nguyên trong giấy khai sinh là Anla Satanya Hà Lát Chama, làng bò là Việt Kiều Australia, sau khi đánh tung gióng chuồng đi theo dõi chồng và bắt gặp chồng mình có qua đêm với một số con bò mái ở làng bên, bò ta đã quyết định phi ngay ra quán photocopy, photo ngay một lá đơn ly dị, rồi về dí dao cạo râu vào cổ chồng bắt chồng mình là bò đực Peter Sóc Ký rồi bỏ chuồng ra đi. Đặc điểm nhận dạng, đây là một nàng bò mái rất xinh gái, cao 1m2, nặng 200 pounds, thân hình eo ả trắng trẻo, rất thích dùng hàng hiệu, thích ăn các món ăn ngon, đặc biệt là bim bim và kẹo mút. Vậy ai biết dấu tích hay là dấu chân bò ở đâu, hãy liên hệ ngay chúng tôi, Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế Đài Tìm Bò Việt Nam. Tôi là Mạc Văn Khoa, chúc các bạn ngủ ngon. Đó em, anh bán báo đâu em? Anh ơi, anh thiên tài đó. Đó, anh tuyệt vời. Mình bán như thế rồi mình sẽ cast được cái phim này. Rồi, đúng rồi. Bây giờ mình đi anh, mình đi cast đi. Mình đi cast. Em. Ủa chứ sao? Mình phải tập nhảy nữa. Ủa anh bán báo với bán diêm mà sao phải tập nhảy để làm gì? Nhảy để gây sự chú ý, gây sự chú ý em à. Rồi, nhưng mà anh rồi. Không biết nhảy. À, không, em có thể chỉ anh. Ủa, em chỉ hả? Dạ, đơn giản lắm anh à. Tay anh đâu? Tay anh đi. Đây tay em đi. Eo em đâu? Eo em đi. Nhảy đi em. Nhảy đi nè. Đi anh. Wow, anh ơi, anh nhảy cũng tài năng lắm đó. Bây giờ là đủ rồi, bây giờ mình đi thôi anh à. Được rồi. Em chưa. Chứ sao? Ý anh không phải là nhảy như thế mà. Chứ nhảy cái gì? Này không phải nhảy như thế. Chứ nhảy sao? Nhảy lâu.
Ủa gì kỳ vậy anh? Sao mà cái vai của mình nó tan nát, nó thảm thương vậy anh? Đấy là sự trả giá cho việc bán diêm đốt cháy bản đôn em à. Ủa vậy không, nhưng mà em nghĩ là nhảy lầu không nên tập trước đâu anh à. Mình làm một phát ăn ngay anh ơi, tập có khi mình không có cơ hội đóng phim đâu anh à. Ừ đúng, vì vai diễn mình có thể hy sinh tất cả em à. Đúng và rồi. Khi mình hy sinh tất cả, mình sẽ được nổi tiếng. Mình nổi tiếng rồi, anh hào quang sẽ ùa vào tới mình. Đúng và rồi. Mình nổi tiếng, lúc đó tiền bạc sẽ vây quanh mình. Em ơi nhặt tiền đi em. Dạ, dạ vâng. Lúc đó sẽ có người, nhiều người để ý. Rồi báo chí sẽ ùa vào. Báo vệ chứ, em bảo vệ đi. Bảo vệ đừng để báo chí em. Bảo vệ đi 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 em. Báo chí có nhiều người nguy hiểm lắm. Họ sẽ tìm tới mình. Họ sẽ đưa những cái tin, những cái tin cực sốc em à. Rồi mình sẽ bị áp lực. Những cái thằng anh hùng bàn phím sẽ làm mình áp lực. Mình bị điên đâu em à. Đúng rồi, áp lực đó, xung quanh đó, nó làm phiền mình lắm á. Xung quanh nè, 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 anh hùng bàn phím đó. Đó, đó, chụp hình em đăng lên mạng. Em không okay, có như vậy, em không có như vậy. Em không có như vậy đâu. Có, bình tĩnh lại. Em, Mình tĩnh lại. Lại đây ngồi. Bình tĩnh. Tôi đã nói em biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao anh cứ lên đây làm phiền cô ấy vậy? Anh biết rồi, anh biết đó. Cô ấy bị áp lực từ dư luận. Anh là một người tỉnh táo mà cứ vào đây giả điên với cô ấy. Anh có biết là anh đang làm cho tình trạng cô ấy càng ngày càng nặng hơn không? Bác sĩ, thật sự là tôi chỉ muốn vào đây giả điên để hàng ngày được gặp cô ấy thôi mà. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại? Bình thường hả? Bằng cách nào? Bằng tình yêu của tôi. Tình yêu? Cô ấy là ai? Cô ấy là bệnh nhân tâm thần, là một người điên. Mà người điên thì không biết yêu. Không, bác sĩ sai rồi. Bác sĩ chưa nghe bài Người Điên Yêu của Minh Hằng à? Tại sao chứ? Tại sao người tỉnh có thể yêu người tỉnh một cách điên cuồng như người điên cuồng, mà người điên cuồng lại không thể yêu người điên cuồng một cách tỉnh táo như người tỉnh? Bác sĩ có hiểu không? Bác sĩ hiểu rồi à? Bác sĩ vô trong đi. Trong người tỉnh. Trời ơi! Trời ơi! Riết của tôi điên giống hai người luôn quá. Không có điên với tỉnh gì đây hết. Nói chung là anh đi về, đừng làm phiền cô ấy nữa. Con trâu hai sừng của lòng em. Con tê giác một sừng bé nhỏ của anh. Anh ạ, em biết là em trốn tránh, nhưng mà em không nghĩ là anh có thể vì em mà giả điên giả cuồng mỗi ngày như vậy. Em sẽ cố gắng, em sẽ đối mặt với sự thật, em không trốn tránh nữa. Cảm ơn anh. Vậy là em tỉnh rồi đúng không? Em sẽ mạnh mẽ lên. Chúng ta ra ngoài làm lại từ đầu nha. Mình đi anh. Không. Sao vậy? Em đi đi. Tại sao? Tự nhiên anh cảm thấy mình thuộc về nơi này. Vào đây giả điên để hòa nhập với em. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng anh bị hòa tan luôn rồi. Là sao anh? Là anh muốn sống ở đây em ạ. Nếu ông yêu anh thật lòng thì vài bữa lại quay lại cảm hóa anh nhá. Bác sĩ. Ủa anh ơi, như vậy là em phải yêu lại từ đầu đó hả? Đúng đó em. Ôi trời đất ơi, vậy là ai đi coi ta? Trời ơi, ai đi em tỉnh đi trời. Cái tôi thấy bà ra, tôi kêu Như ơi, leo lên xe tôi chở đi. Lúc đó mình có hơi thích ảnh nên mình vội vã leo lên xe. Như ơi, mình đi xe đạp chứ không đi mô tô. Ủa Như làm gì vậy? Đội nón bảo hiểm đó. Cái thời đó chưa có nón bảo hiểm. Yeah. Rồi tôi chở Như giữa hai hàng lá me bay. Gì vậy Như? Gió quá. Lúc đó không có gió. Dạ. Gì vậy Như? Đường dằn quá nè.
Lúc đó đường không có vàng. Nhau cứ lặng thầm chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu, làng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Nè nè, người ta đi theo chồng thôi mà, làm gì khóc dữ vậy? Theo chồng mới khóc á. Không có người này thì mình có người khác. Chính xác. Ai đây? Tôi học sinh trường này. Hả? À, vậy bạn chính là học sinh mới. Ý, tại sao bạn lại nhuộm cái tóc này? Tại sao mày lại đạp chân tao? Xin lỗi mà. Thôi, đi qua bên này hết. Nè, nghe hỏi. Có người yêu chưa? Trời. Đó giờ tao chỉ tưởng mày có hứng thú với con gái. Không lẽ trai mới lớn mày cũng có nhã hứng nữa hả? Khùng quá, mình phải hỏi nó có bồ chưa để mình cua bồ nó. Nước. Tụi bay làm cái gì vậy? Tạo nét. Em người ta mới vô mà. Học lớp mấy? Tôi học lớp 12C. Hả? Xạo. Dạ. Trường này làm gì có lớp 12C? Cách đây mấy chục năm trời trường này có lớp 12C. Wow. Go. Trời, cái nhạc không phù hợp lứa tuổi. Ê, vậy bạn là hổ. Chú là hổ. Hổ. Tao chưa nói gì luôn á. Lỡ tay. Vậy là chú học chung với cô Như. Đúng rồi, chú học chung với cô Như. Chú có phải là Minh Nhật? Đúng luôn. Thần tượng. Hồi xưa chú nổi tiếng nhất trường. Đúng, chuyện nhỏ. Chú chơi lấy bạch giỏi nhất trường. Chuyện nhỏ. Chú chạy bộ hay nhất trường. Chuyện nhỏ. Chú cô gái giỏi nhất trường. Chuyện nhỏ. Chú học ngu nhất trường. Chuyện lớn. Cái ta gọi là học tài thi phận. Đừng có nhắc mấy chuyện đó con. Dạ, chú chỉ còn bí quyết được không chú? Bí quyết gì? Học ngu mà vẫn cua được gái. Mày nín luôn đi, mày nín luôn. Không cần nói chuyện. Mày bậy quá à. Cái cách cua gái của chú xưa rồi. Muốn học cách mới là phải học của anh Lâm Thắng. Ủa, Lâm Thắng là ai? Là người cua gái giỏi số 1 trường này. Phương châm của ảnh là cua không được lớp này thì mày hay sang lớp khác. Ai vừa nhắc đến tên tôi đó. Cha 18 tuổi, lóc xương trả già, lóc thịt trả mẹ. Có bán xí quách không? À không. Đang thèm xí quách luôn á. Ủa, làm vậy chi vậy? Tạo nét vậy thôi. Lâm Thắng. Đủ đi đưa. Ủa, hóa ra đây là bạn cùng lớp tụi con hả? Dạ. Sao già vậy con? Chú thôi đi. Rồi đã già mà chưa xác định giới tính nữa hả? Chú. Hả? Đó là nỗi khổ của con. Chuyện như thế nào? Bởi vì con học lớp 10 thì chỉ có 1 năm. Rồi. Mà học lớp 1 tới 10 năm. Hả? Ủa sao kỳ vậy con? Bởi vì con xác định lớp 1 là lớp đầu tiên chúng ta học. Đúng. Chúng ta phải học thật nhiều để làm nền tảng cho các lớp sau. Hay.
rồi kết quả sao? Vẫn ngu. Sao học cho dữ mà vẫn ngu vậy con? Chú, hả? Chị nó cũng không quan trọng đâu chú. Chuyện gia đình của con nó mới đầy bi kịch kìa. Chú biết không, con đi học tới bây giờ, ba mẹ con cũng không hề đưa rước con lần nào. Nhưng cũng may là có một cô giáo dạy quá à, hằng ngày đưa rước con đi học về. Và thế là từ đó con và cô ấy nắm tay nhau trên đường tung tăng dưới các ngày tháng. Chú à, và bỗng nhiên tôi gì? Tại sao đánh người ta vậy? Đánh ghen đó chú. Hả? Bạn trai cô giáo tưởng con cua cổ. Trời đất ơi, tội nghiệp thật nhỏ. Nhưng không sao đâu chú, nhờ những trận đòn roi vậy mà con đã có nhiều kinh nghiệm cua gái. Hả? Ê vô, hôm nay tụi tôi sẽ làm một bài rap để cua gái. Vô vô cùng nghe nè. Vô 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 vô, vô. Đi vô đi vô đi vô. Đi vô đi vô. Đi vô đi vô đi vô. Ai ra đi ra. Đi ra đi ra đi ra. Để em là acid, anh sẽ là buzzer. Để tình yêu bất ngờ mới trung hòa không kịp. Em thích làm acid, có vị chát vị chua, nhưng hương vị tình yêu không ngọt ngào đầm thắm. Tính cách em quái lắm, giống như làm rồ tông, cứ đi chạy long nhông đi tìm OH khác. Yo. Anh phải làm xúc tác để tách đường em ra, để dắt em về nhà xin lời bên hai họ. Em biết quỳ thành đỏ, còn anh biết quỳ thành xanh. Hãy chúng ta làm lành tình yêu ta mãi sáng. Vô hay vô, vô vô hay vô. À, trời ơi, hát không hiểu cái gì hết. Trời ơi, bây giờ cua gái là mình phải phong cách như vậy đó chú. Rồi có dính không? Không, bởi vậy con nói tụi nó rồi, nó không nghe, nó không hiểu được tâm lý của con gái. À, con hiểu nè, đường ngắn nhất đến trái tim của con gái là con đường đi qua bao tử. Ồ. Từ xa nhìn thấy nàng, nàng nào cũng được. À, bạn gái con là Áo Quân. tôi cho đúng rồi, cho cây kẹo. ăn chung mà. Thôi tôi không có đòi quà. Có thích kẹo lắm luôn á. Thích có thích tôi không? Trời ơi, nói thích tôi hôn là nó đi táp quách rồi. Không hiểu sao mỗi lần con gặp con gái là con bị cà lâm à. Con gặp con gái là con ngại à. Con gặp con gái là con run rẩy à. Con gặp gái là con bần thần. Con gặp con gái là con vỡ hoa. Con gặp con gái là con thích con trai à. Hey! Chú vẫn thắc mắc về giới tính bài ngang. Có, con giỡn với chú vậy thôi. À, chứ người ta ý con nói là con là nhiều kinh nghiệm của gái. À, chú thấy mặt con già không? Già đó. Già bởi vì rất nhiều kinh nghiệm. À, chúng ta làm vấn đề gì chúng ta phải nghiên cứu kỹ vấn đề đó. Đúng. Muốn cô gái thì phải nghiên cứu coi con gái thích cái gì. Con gái thích cái gì? Cái gì cũng thích. Cái... Wow! À, đúng đúng, con gái cái gì cũng thích mà. Và đặc biệt họ rất thích nghe những lời ngọt ngào rót vào tai của họ. Đúng. Chính vì vậy con đường ngắn nhất đến trái tim của người con gái đó chính là đường. Đường gì? Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Gác lạnh về khuya cơn gió luôn. Chua chua chua. Mọi người ơi, mọi người vừa làm gì vậy? Miếng lạnh. Thôi đi, mọi người thôi đi. Trời, đã không vui mà còn hát dở nữa. Vậy là nói kinh nghiệm là kinh nghiệm ở đâu? Kinh nghiệm là đừng ai cua gái giống con. Thôi mấy đứa ơi, cứ như vậy hoài làm sao mà bày tỏ tình cảm với con gái người ta được. Nè, chú nói mấy con biết nha, cái tình cảm thời học trò là tình cảm đẹp nhất. Giống như chú vậy nè, cái thời xưa nha, mà người ta đồng ý á, cho chú xách giùm cái cặp đi tò tò phía sau lưng thôi, là ta nói em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến
ước vọng cả một đời là mình mãi mãi có đôi. Trời ơi, tới bây giờ vẫn chưa xác định được nha. Khoan anh, chú hỏi cái này cái. Trời ơi, chú ơi. Con gái con đứa gì mà đứng đi đứng không có dịu dàng gì hết trơn à. Các con làm cô buồn hết sức. Cô ơi, tụi con xin lỗi cô đã làm cho cô buồn. Mà cô buồn là cô sẽ suy nghĩ. Đúng vậy, cô suy nghĩ nhiều lắm. Mà cô suy nghĩ là cô sẽ nhịn ăn. Cô nhịn ăn hoài. Mà cô nhịn ăn là cô sẽ đói. Đói lắm. Mà cô đói là cô sẽ bệnh. Bệnh hoài luôn con à. Mà cô bệnh thì kiểu nào cũng xấu quắc. Cô sợ xấu lắm con à. Mời con về chỗ. Các con làm sao vậy? Nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hả? Bữa nay hứa với cô mặc áo dài. Chụp cái yếu áo dài đâu? Mặc áo dài nóng cô. Nóng em chứ đâu nóng cô. Cô mặc áo dài nhung mà cô vẫn thấy má. Ý con nói là mặc áo dài nóng ngực với mạng Xuân vậy cô. Xuân, một tấm gương đạo đức các bạn cần noi theo. Xuân. Dạ. Hôm nay con mặc áo dài hả? Dạ. Con thích áo dài hả? Dạ. Tại sao nè? Tại vì con bị ép. Đó cô, bởi vậy con có ý kiến vậy nè cô. Mình chia ra hai phe đi. Một phe là đồng phục, một phe là áo dài chụp hình cho nó dễ. Chứ tụi con mặc áo dài gì nữa cô, nóng lắm. Chia phe đánh nhau hả? Chụp kỹ yếu mà. Bởi vậy nói sao tôi thiên vị. Trong lớp này chỉ có một đứa làm vừa bụng tôi thôi. Ta lem. Ôi, ta... Cô không ăn. Đang nói chuyện với cô chủ nhiệm mời ăn cà rem là sao? Không, ý con là con Tà Lem đang đi vô kìa cô. Sao lại kêu bạn là Tà Lem? Người ta á, lọ dính trên mặt người ta gọi là Tèm Lem. Còn cái tà nó dơ hầy nên tụi con gọi là Tà Lem. Trời ơi, cha mẹ người ta đặt cái tên cho tụi con thay đổi vậy hả? Kêu như vậy bạn buồn. Không có được gọi vậy nghe chưa? Ngọc Anh, vô đây. Nãy gì con làm gì trống vậy? Dạ con ở trong lớp với chữ kiểu cho mấy bạn. Trời ơi, con làm cô nhớ hồi xưa á. Hồi xưa mỗi lần mà trường chụp kỷ yếu là lớp cô vẽ cái chữ kỷ yếu thiệt là đẹp luôn. Con biết ai vẽ không? Cô đúng không cô? Tất nhiên là không rồi bạn cô. Cười hết á. Khi bạn mình viết, mình ở bên mình cổ vũ chứ không phải mình bỏ ra ngoài. Thấy bạn không? Mặc áo dài đẹp không? Nhưng mà cô ơi, cái tà áo dài của nó thấy gớm. Xấu quắc à cô. Cái áo dài đâu mà lên tới đầu gối luôn á cô. Đúng rồi, áo dài là người ta phải may bằng lụa, bằng gấm mới đẹp đúng không? Đúng rồi. Cũ thì sao? Nhưng mà người ta mặc. Các con có đúng chưa? Chừng nào mình đúng á, mình hãy nhận xét người ta. Con đừng có buồn. Dạ con không sao đâu. Con không có già mới hả? Dạ con có. Sao không mặc? Tại vì áo dài này là của mẹ con để lại. Cô với mấy bạn biết không? Hồi đó mẹ con thích áo dài lắm. Con mới học tới lớp 9 à, mà mẹ đã may sẵn cho con hai bộ áo dài. Mẹ nói mẹ rất muốn nhìn thấy con gái mình mặc áo dài khi lên cấp 3. Mẹ còn hứa là mẹ sẽ nắm tay con, dẫn con tới trường, nhìn con mặc áo dài chụp hình kiểu với các bạn. Nhưng mà mẹ đợi không được. Không có sao hết á. Cô tin á, mẹ con dù ở đâu á cũng đang nhìn thấy con lớn từng ngày. Và mặc áo dài của mẹ may thiệt là đẹp, biết không? Dạ. Mấy bạn ơi, mình xin lỗi vì đã làm cho tập thể nữ lớp mình xấu đi. Không có xấu, không có gì phải xin lỗi hết á. Hồi xưa cô đi học, cô làm gì có áo dài đẹp như tụi con. Mặc áo dài cà tê vậy đó mà cô vẫn đi học đều. Chiều chiều tan trường về, cô vội vã dắt chiếc xe đạp của mình, tà áo dài bay bay trong gió. Ba bốn anh chạy theo. Sao cô? Lấy lộn xe đạp ta. Rồi sau đó cô vội vã chọn đúng chiếc xe đạp của mình, tà áo dài lại bay bay trong gió. Anh trai lại chạy theo. Sao cô? Ấy ơi, chưa trả tiền xe. Trả anh. Cô lại tiếp tục bay bay trong gió. Ba chạy theo cả. Sời. Không có gì sời. Mình tuổi học trò mà phải lo học đi chứ.
nhưng tà áo dài dù như thế nào vẫn nhẹ nhàng bay bay. Làm như lũ xong bắt tay về lớp học. Nhớ tôi không? Ông là ai tôi không biết ông. Ông đi về đi. 10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây trôi bao năm, tưởng mình đã quên. Quên, không hề 10 năm luôn, mấy mươi năm rồi. Đâu có bài hát nào viết được mấy chục năm đâu. Đây nè, bà nhìn tôi đi. Mấy chục năm trời rồi, tôi già vậy bà nhận ra tôi không? Mấy chục năm rồi, ông già như vậy chứ có thành quỷ đâu mà không nhận ra. Bao nhiêu năm trời bà vẫn vậy ha. Trời đất ơi, hôm nay tôi về tôi nhìn thấy bà cái tự nhiên tôi thèm quá. Ý, nụ yêu rau xanh tính ăn thịt tôi hả? Hồi đó nhai nổi chứ giờ còn nú không sao ăn. Tôi nghe tôi thèm là thèm cái gì? Tôi thèm thấy bà mặc lại cái tà áo dài học sinh như hồi xưa. Hồi xưa tôi mặc áo dài là đẹp nhất trường. Đúng rồi. Ai cũng thích hết. Đúng. Ai cũng mê hết. Đúng. Ông có mê không? Mê. Xạo đi. Mê tôi sao thấy con kia hả? Hồi xưa trong trường có hai đứa mặc áo dài đẹp, con Như với con Hạch. Đúng. Trời ơi, ông khen con Như mặc áo dài đẹp với là đẹp rồi, một ngày ông cưới con Hạch ông sống như Hạch. Đây nè, cái sự thật nó là như vậy. Bà không có hiểu tôi. Bà nhớ không? Cái hồi lúc mà tôi đợi đứng tôi đợi bà trước cổng trường, tôi dắt chiếc xe đạp vậy nè. Cái tôi thấy bà ra, tôi kêu Như ơi, eo lên xe tôi chở đi. Lúc đó mình có hơi thích ảnh nên mình vội vã leo lên xe. Như ơi, mình đi xe đạp chứ không đi mô tô. Ủa Như làm gì vậy? Đội nón bảo hiểm đó. Cái thời đó chưa có nón bảo hiểm. Yeah. Rồi tôi chở Như giữa hai hàng lá me bay. Gì vậy Như? Gió quá. Lúc đó không có gió. Dạ. Gì vậy Như? Đường dằn quá nè. Lúc đó đường không có dằn. Lạng nè. Ủa sao mặt quạo dữ vậy Như? Hết biết diễn gì rồi. Tưởng tượng trở về mái trường xưa đi Như. Như giữ giùm tôi chiếc xe đạp. Tôi có cái này tặng Như nè. Tặng tôi gì vậy? Áo dài. Sao tặng tôi áo dài? Tại vì tôi thấy con Hạch nó mặc áo dài mới hoài à, mà Như không có. Kêu tôi thấy tôi mới tặng cho Như áo dài mới. Áo dài mới đẹp mà. Ý chê tôi mặc áo dài cũ xấu đúng không? Đâu có đâu mà đẹp, áo dài mới đẹp hơn con Hạch là con Hạch luôn. Đẹp. Thế nào mà áo dài đẹp á thì đi theo đi. Tôi mặc áo dài cũ xấu kệ tôi. Đây là đua xe không? Xe mà như cái bếp cãi giống đưa bay. Bà đua một mạch với thằng đó bỏ tôi lại đây. Trời ơi sao bà không quay lại đây bà đón tôi? Lúc đó sao ông không kêu tôi lại? Lúc đó tôi đang trồng chuối bằng mặt. Sao kêu? Lúc đó bà làm cái gì? Lúc đó tôi đang đo cục điện bằng miệng làm sao trả lời. Trời ơi. Ấy ơi đua xe không? Không con. Nè. Hả? Vậy ông về đây làm gì? Về đây là có nỗi niềm. Trời ơi tôi thèm bà ơi, ở bên nước ngoài tôi thèm lắm, tôi thèm bước chạy. Ui da cái gì vậy? Mở miệng ra cứ thèm như yêu rau xanh vậy đó. Trời ơi, tôi thèm đây, tôi thèm thấy mình nữ sinh mặc áo dài, bên đó không ai mặc áo dài tôi coi hết trơn. Trời ơi, tôi về đây ha, tôi đứng trước cổng trường tôi ngồi tôi đợi thấy nữ sinh mặc áo dài. Có hai rước không? Ai rước? Xe bắt chó nhìn như cuốn không chủ. Không phải, ý là tôi diễn tả lại cái nỗi niềm của tôi bà hiểu không? Mà tại sao tôi không thấy đứa nào mặc áo dài hết trơn vậy? Có còn đâu mà thấy. Tại sao vậy? Thì bây giờ á tụi nó tuần mặc có 2 ngày hà. Mấy ngày còn lại á cho phù hợp với cái môn học, cái tiết học của nó. Cho nên á tụi nó được miễn mặc áo dài. Trời nhiên tôi đợi một tuần có thấy đứa nào mặc áo dài đâu. Chắc rình ngay lớp tôi. Trời đất ơi lớp bà sao kỳ vậy? Tôi không biết sao tụi nó không chịu mặc áo dài. Mà ông biết không, áo dài á là dù lớn hay nhỏ, dù trẻ hay già, ai mặc cũng đẹp kể cả tôi. Đúng. Nhưng mà dẹp ngay cái ánh mắt dè biểu, đôi môi phán xét của ông. Ý ông nói tôi già là tôi mặc đồ không đẹp đúng không? Xin lỗi ông, thời gian có qua như gió, cái gì có thì vẫn còn đây. Sông có cạn, núi có mòn, cái gì còn nó vẫn hiên ngang sừng sững. Rồi
Rồi bỏ xuống đi nè. Nhưng mà áo dài lúc nào cũng đẹp được chưa? Ê, nhưng mà có cái này tôi muốn nói với bà nè. Tại sao bà ngăn cản mấy đứa nhỏ nó bày tỏ tình cảm với nhau vậy? Còn nhỏ là học đi yêu đương sớm. Bảy. Được. Cái tình cảm thời học trò là tình cảm đẹp nhất. Hồi đó bà nhớ không? Cái thời của mình, tụi mình yêu nhau trong sáng muốn chết. Nhưng mà bây giờ tụi nó hôn nhau trong tối đó. Nhưng mà bây giờ vậy nè, đây là lần ngày cuối cùng tụi nó gặp mặt nhau rồi. Bà cho nó bày tỏ tình cảm với nhau đi. Tình bạn cũng đẹp, đâu phải là tình yêu mới đẹp đâu. Tôi sợ tụi nó hả bày tỏ giống như ông với tôi hồi xưa không gặp nhau nữa. Đâu đây là không có đâu thiệt. Ông đừng có nói nữa, tôi còn giận cái áo dài. Đây, trời ơi, cái áo dài tôi có gửi lại cho bà. Tôi không có nghe là... Kìa, có này muốn tặng cho Ngọc Anh. Cái gì vậy? Áo dài mới đó. Thích quá à, cảm ơn Kiệt. Còn mấy ngày cuối nữa à. Tôi... Ông có thích tôi không? Trả lời đi. Có, tôi thích bạn lắm. Tôi có... Tôi thích ông. Tôi cũng vậy. Yeah. Đi ra đây, đi ra đây với tôi. Đi ra đây, không có gì. Thôi. Đúng rồi cô, ra đi ra cô. Đi, đếm 1, 2, 3 đi cô mới ra. Rồi, đếm đi, đếm nè. 1, 2, 3. Ai tặng cô áo dài vậy cô? Tự cô đó. Wow. Cái gì vậy không biết nữa đây nè. Bao nhiêu năm trời rồi bà mặc vẫn mặc vừa cái áo dài tôi tặng. Hơi chờ cái chích. Các con thấy không? Trời, chịu mặc áo dài hết rồi hả? Dạ. Bữa nay là bữa cuối cùng chụp kỷ yếu. Tôi được chụp chứ trường. Đúng rồi. Còn thấy không? Ai mặc áo dài cũng đẹp hết á. Không, mình là người Việt Nam mà. Ai mặc áo dài cũng đẹp. Cũng đẹp. Có chiếc áo dài tung tăng trên đường phố, những lúc buồn vui vô bờ nào đó, ánh mắt hồn nhiên vô tư dễ thương. Có tiếng hát vừa theo nhịp vui cùng gió tóc tan giọt sương, còn trên vòng lá tiếng nói được vui cùng bao nắng xuân đã về. Và hàng cây gió lay xôn xao tiếng cười hồn ai ngất ngây, tràn ngập trong gió những chiếc áo dài thương tha. Và mùa xuân đến mau mang thêm cùng gió những cơn mưa đầu, làm ướt tình 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 t